Xin kính chào quý cô chú và anh chị. Hôm nay Trường lên clip đồ đồng xưa, cái ô đô và cái bộ bàn ghế gỗ hương. Thì Trường chúc quý cô chú anh chị được nhiều sức khỏe về ăn sự như ý. Thì mã số 1A đầu tiên là Trường có một cặp cặp ngựa sông mã. Là cặp ngựa này là trên cái hai cái sườn đó là hình con phụng với con rồng nha cô chú anh chị. Đó. Rồi mã số 1A đầu tiên, chiều cao là 16, chiều dài là 19, cân nặng của một con ngựa là 800 g, hai con lành lặn và liền lạc của chú anh chị. Đây đây là một con ngựa đực. Đó. Đây là một con ngựa cái. Rồi mã số 1A đầu tiên chiều giao lưu của chú anh chị 1.200.000 đồng, 1.200.000 đồng Trường bao phí ship và bao đánh bóng cho quý cô chú anh chị. Rồi mã số 2A đó là Trường có một cái bình trà này lắc cây bạc cô chú anh chị. Đó, bình trà tuổi Tỵ, có một con chuột, đây là cái cán này cô chú anh chị. Tuổi Tỵ, ủa tuổi tuổi Tý với lộn. Rồi chiều cao là 12, chiều dài là 17, cân nặng của một cái bình trà là 500 g. Đây, hai con lành lặn và liền lạc của chú anh chị bên trong. Đó, chất liệu là bằng đồng. Rồi mã số 2A là 700.000 đồng, trường giao lưu của chú anh chị, Trường bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Mã số 3 đây cũng là một ấm trà, đây cũng là chất liệu là bằng đồng, lắc kê bạc. Đó, lắc kê bạc của chú anh chị, chất liệu là bằng đồng. Mã số 3 là ấm trà con công của chú anh chị, tay cầm là cái cán cầm này là cán con công nha, hình con công. Chiều cao là 13, chiều dài là 15, cân nặng của một ấm trà là 550 g, tính 500 g thôi. Đây bên trong của chú anh chị, đó đây ở dưới. Đó, chất liệu là bằng đồng, lắc kê bạc. Rồi ấm trà 3A hình con công 700.000 đồng, Trường giao lưu của chú anh chị, Trường bao phí ship toàn quốc. Số điện thoại của Trường là 0901 391 427, cũng là số Zalo và số Facebook của Trường. Đây mã số 4A, đó một cặp kỳ lân ngồi, nó giữ quả trân châu. Đây cái tay bên này của nó là giữ cái trân châu của chú anh chị, nó cặp kỳ lân này ngồi. Đây, chất liệu là bằng đồng của chú anh chị. Rồi chiều cao là 13, chu vi của kỳ lân ngồi là 30, cân nặng của một con kỳ lân là 900 g. Đây, hàng còn lành lặn và liền lạc của chú anh chị. Đó, Trường bao của chú anh chị hàng lành lặn liền lạc hết. Rồi mã số 4A, Trường giao lưu của chú anh chị là 1.200.000 đồng, Trường bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Rồi mã số 5A, đây là một con rồng cưỡi một cái ngọn sóng, đứng trên một ngọn sóng của chú anh chị, cầm quả trân châu. Rồng này rồng nhỏ của chú anh chị, đợt trước cự Trường có một con rồng lớn thì Trường giao lưu với cô chú anh chị, rồi hôm nay có con rồng nhỏ thôi. Chiều cao là 11, chiều dài là 22, cân nặng của một con rồng là 600 g. Đây chất liệu là bằng đồng, hai con lành lặn và liền lạc của chú anh chị. Đó, rồi Trường giao lưu của chú anh chị là 700.000 đồng, một con rồng cầm quả trân châu. Đó, rồi mã số 6A, Lão Phật Di Lạc cười rất là tươi và ẩm một chú cá chép. Trường quay sơ lược bộ vòng cho chú anh chị được rõ nha. Ở phía sau có cái hồ lô của chú anh chị, sau lưng cá chép có hồ lô với cục miếng vàng nè, ổng cười rất là tươi nha. Ông Di Lạc này Di Lạc nhỏ nha. Rồi chiều cao là 9 phân, chu vi ống ngồi là 29, cân nặng là 500 g, hai còn lành lặn và liền lạc. Chất liệu là bằng đồng. Rồi mã số 6A, Trường giao lưu của chú anh chị là 700.000 đồng, 700.000 đồng Trường bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị và bao đánh bóng của chú anh chị.
Rồi mã số 7A. Đây là một cái căn. Đây là một cái căn của chú anh chị. Chất liệu là bằng đồng của chú anh chị. Đó, cái căn chất liệu là bằng đồng. Đó. Rồi trường đo cái chiều dài của cái đòn căn. Chiều dài là 41, chiều ngang của giá căn là 25. Cân nặng của một cái căn là 800 gram. À, thị trường giao lưu sao, thị trường cũng để như vậy, thì ở đây thị trường cũng nói luôn, đây là nó có một cái trường giao lưu của nhà dân đó, người ta có bị lủng nè chút xíu nè, có rồi người ta hàng lại. Nếu mà cô chú anh chị có nhà ý giao lưu với trường thì trường xử lý cái này cho, hoặc là cô chú anh chị về xử lý đó, ở đây cũng vậy, cái nào trường mua sao ở trường giao lưu sao thì trường cũng nói y như vậy. Tại vì sau bao nhiêu năm tháng thì nó cũng có cái sự hao mòn tuổi thọ nó cô chú anh chị. Rồi mã số 7A trường giao lưu cô chú anh chị là 700.000 đồng. 700.000 đồng trường bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Rồi mã số 8A. Đây trường có một cái bộ là tách trà. Đây gồm có là 6 cái chung trà và 6 cái dĩa và một cái bình trà. Hàng này là hàng của Đức nha cô chú anh chị. Đó. Rồi. Đây. 6 cái chén trà và một cái bình trà. Đây. Hàng rất là đẹp, hàng là trường bao cô chú anh chị là hàng châu Âu. Hàng là hàng của Đức ngày xưa nha. Ở dưới đây nó có đóng cái logo nó nha. Đó, trường cô chú anh chị mà về cứ mở Google dịch vô là mình sạch nó ra là nó ra liền à. Rồi chiều cao của bình trà là 10 18 đi, chiều dài từ cái quai trà tới cái miệng trà cũng 18 luôn cô chú anh chị. Rồi cái chiều ngang của cái ly, miệng ly là 7 phân, lọt lòng là 7 phân. Đó. Chiều cao là 5 phân. Đó. Rồi cái dĩa để chừng đo cái dĩa để đựng để cái ly lên đó. Chiều ngang của miệng dĩa là 11. Đó. Đây. Này sau bao nhiêu năm tháng người ta sử dụng người ta vẫn còn cái chất liệu của nó nha. Hàng này là cái hàng là chuẩn xưa của chú anh chị. Trường bao của chú anh chị tất cả đều ở dưới đít cái bình hoặc là cái dưới cái đít cái ly. Nó đều có một cái logo của nó hết. Đây cái logo cái hàng hàng độc quyền của người ta đây. Rồi bình trà này vẫn còn nguyên vẹn và sử dụng được bình thường của chú anh chị đây. Không đó. Rồi mã số 8A này trường giao lưu với cô chú anh chị là 5 triệu. 5 triệu trường bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Rồi mã số 9A. Rồi mã số 9A. Mã số 9A đây là một cô gái Tây ngồi trên một cái ghế à, giống như một cái tòa lâu đài vậy cô chú anh chị à, cái ghế Tây cũng rất là đẹp à, mã số 9A. Đây, cô gái rất là dễ thương và xinh xắn à, cô gái cô cười một cái là thôi có duyên luôn á. Rồi chiều cao là 24, chu vi hoành đế của cô gái ngồi là 32 à. Cân nặng của một cô gái là 1,4 kg đó, hàng còn lành lặn và liền lạc của chú anh chị. Trường bao của chú anh chị là hàng lành lặn và liền lạc. Rồi mã số 9A. Rồi trường có mã số 10A là một cái ấn kỳ lân. Đây ấn kỳ lân à, ấn kỳ lân cái này cái đuôi nó quắt lên là câu kỳ lân của chú anh chị. À, cái đuôi mà nếu như nó gục xuống là con tỳ hưu. À, ấn kỳ lân này cũng rất là có hồn. Đây chiều cao là 8 phân, chu vi hoành đế của ấn kỳ lân là 20, cân nặng của ấn kỳ lân là 700 gram yếu mà tính 600 gram thôi. Đây ở bên dưới chiều bao của chú hàng lành lặn và liền lạc. À, rồi mã số 10A là trường giao lưu của chú anh chị là 700.000 đồng.
Trường bao khuyến khiếp toàn quốc cho cô chú anh chị. Số điện thoại của trường là 0901 391 427, cũng là số Zalo và số Facebook của trường. Đây trường có một cặp bình bông đó, hai bên tay của bình bông đó là hai con phụng của chú anh chị, hai con phụng đó, cặp bình bông phụng. Rồi chiều cao là 19, chiều ngang của miệng bình là 9 phân, lọt lòng là 6 phân rưỡi. Cân nặng của một cái bình là 600 gram, giá tính 600 gram thôi cô chú anh chị. Rồi cặp 11A, cặp bình bông của Phụng là trường giao lưu của chú anh chị là 1 triệu 200.000 đồng, 1 triệu 200.000 đồng, trường bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Rồi mã số 12A, đây trường có một con đại bàng sải cánh đứng trên một gốc cây. Đó. Rất là có hồn và thần lực của chú anh chị. Nó đang chuẩn bị sải cánh để nó bay, nó gấp con mồi. Chất liệu là bằng đồng của chú anh chị, trường bao cho cô chú anh chị là chất liệu tất cả là bằng đồng. Chiều cao từ cái cánh nó xuống dưới cái đế là 16, chiều ngang hai cái cánh nó sải ra là 17. Cân nặng của một con đại bàng là 900 gram, yếu mà tính 800 rưỡi gram thôi. Đây hai con lạnh lặn và liền lạc của chú anh chị. Rồi mã số 12A này trừ giao lưu của chú anh chị là 1 triệu 200.000 đồng, 1 triệu 200.000 đồng, trừ bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Rồi mã số 13A là một cái tủ dậu giữ vàng. Giữ trên một đống tiền vàng luôn. Tủ dậu, một con gà trống rất là có hồn và rất là dòm, là rất là duyên dáng, dễ thương. Rồi. Chiều cao từ cái mào gà đến cái đế là 19, chiều dài là 14. Đó, đây cân nặng của một con gà là 1 kg 9, yếu mình tính 1 kg 8 thôi. Đó, chất liệu là bằng đồng của chú anh chị. Đây hai con lạnh lặn và liền lạc. Rồi mã số 13 này trường giao lưu của chú anh chị là 1 triệu 100.000 đồng, 1 triệu 100.000 đồng. Đây trường cũng mới hôm trước trường có về một cái mâm là chạm tay thuận bồm xuôi gió, thì hôm nay trường sưu tầm được một cái nữa thì trường giao lưu cô chú anh chị. Rồi thuận bồm xuôi gió thôi chú anh chị. Chiều ngang là 52, lọt lòng là 40. Cân nặng của một cái mâm chạm chạm tay thuận bồm xuôi gió là 1 kg 6, giác mà tính 1 kg 6 thôi. Cái này là rất là dày, rất là nặng của chú anh chị. Đây thuận bồm xuôi gió, ở đây nó có một cái tích của nó đây, thuận bồm xuôi gió. Cái này người ta chạm tay cô chú anh chị, đây ở phía sau nó có mốc treo tường. Cái hàng này là rất là dày cô chú anh chị. Rồi mã số 14A trường giao lưu của chú anh chị là 1 triệu 500.000 đồng, 1 triệu 500.000 đồng, trường bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Rồi mã số 15A, đây trường cũng mới về một cái mâm tứ linh, hôm trước trường có mấy cái thì trường cũng giao lưu hết rồi, thì hôm nay trường có một cái về thêm một cái nữa. Là mâm tứ linh, cái tích tứ linh cô chú anh chị. Chiều ngang 52, lọt lòng là 40. Cân nặng của mâm tứ linh là 1 kg 2, giác mà tính 1 kg 2 thôi cô chú anh chị. Đây rất là rõ ràng, long lăng quy phụng. Xung quanh là viền của nó là 12 con giáp. Rồi phía sau là nó có móc treo tượng đây. Rồi mã số 15A này trường giao lưu của chú anh chị là 1 triệu, 1 triệu trường bao phí ship toàn quốc cho cô chú chị và bao đánh bóng cho cô chú chị. Rồi mã số 16A, đây là một cái sông trầm tháp, đây dòm rất là quyền lực của cô chú anh chị, sông trầm kỳ lân tháp. Ba cái chân này nó đội cái sông trầm lên đó, là giờ rất là đẹp nha, người ta làm ngày xưa người ta đổ, người ta đúc, người ta rất là đẹp chứ cô chú anh chị. Cái này hình cái hình gì thì hình chắc hình kỳ lân hay hình cái gì đó thì trường cũng không rõ. Rồi chiều cao là 34. Chu vi của bụng của sông trầm là 49, chu vi hoành đế
Chu Vi Hoàng Đế là 39. Đây. Hàng rất là chuẩn xưa cô chú anh chị. Đó, hàng lành lặn và liền lạc. Đó, cô chú anh chị xem rõ hơn. Rồi cân nặng của cái sông Tràm 2 kg 3 yếu mà tính 2 kg 250 thôi. Ủa 2 kg 2 kg 1 yếu mà tính 2 kg 50 thôi. Rồi mã số 16A là trường giao lưu cô chú anh chị, một cái sông Tràm là 1.700.000 đồng, 1.700.000 đồng. Rồi hôm trước trường cũng có về một ông Gia Cát Lượng đó, ông Gia Cát Lượng. Rồi, hôm nay trường về thêm một ông nữa. Nói chung rất cảm ơn quý cô chú anh chị vừa rồi đã ủng hộ trường, thì hôm nay trường về thêm một ông nữa. Đây cái quạt của ông đây đó. Đây một tay ông cầm thanh gươm, một tay ông là cầm cái quạt đó. Ông Gia Cát Lượng này ông trong cũng là Tam Quốc diễn nghĩa thì ông cũng đứng là trong một vị quân sư rất là tài giỏi đó. Ông là có một tên nữa là Khổng Minh đó, chiều cao là 44 45 chứ mà tính 44 thôi. Chiều ngang hai tay ông á dang ra là 34. Cân nặng của ông Gia Cát Lượng đây, cân nặng của ổng là 8,5 kg của chú anh chị, gần 9 kg đó, mình tính 8,5 kg thôi đó. Rồi hàng còn lành lặn qua liền lạc của chú anh chị. Rồi mã số 17A là trường giao lưu của chú anh chị là 3,5 triệu, 3,5 triệu trường bao phí ship toàn quốc cho chú anh chị. Đây trường cũng có một cái đồng hồ Odo đó, đồng hồ Odo của chú anh chị. Đây để trường dựng đứng lên đi cho nó rõ ràng hơn, chứ quay thì cũng vậy thôi. Rồi đây Odo đó. Này ba nồi này trường cũng mới giao lưu về đó, thì trường cũng xin phép được giới thiệu nó đôi nét về nó. Ba nồi đó. 8 gông, ủa 4 gông 8 búa của chú anh chị, 4 gông 8 búa, cứ 15 phút là nó đàn một lần. Cái này là cái quả lắc của nó nhưng mà trường chưa có treo vô nha. Khi nào cô chú anh chị á mà giao lưu với trường á, trường sẽ giao sẽ treo nó vô và chỉnh giờ đồ cho vô dầu rồi cho cô chú anh chị. Cái này là trường 15 phút, Odo này là 15 phút nó đàn một lần cô chú anh chị. Đó. Đây cứ 15 phút là đàn một lần. Đó. Âm thanh rất là chuẩn thưa chú anh chị. Trường bao cho cô chú anh chị là 30 năm ăn lên. Cái hàng này là hàng của châu Âu cô chú anh chị. Máy là máy Đức. Trường bao của chú anh chị xài thoải mái luôn. Đây. Rồi. Đó. Là cứ 15 phút nó sẽ đàn một lần. Rồi. Đây, đó trường. Rồi trường quay phía sau cho cô chú anh chị được rõ hơn. Thùng là vẫn còn đó, là zin của nó rồi cô chú anh chị. Trường bao cho cô chú anh chị luôn, thùng cũng rất rất còn rất là đẹp. Tại phía sau của cái thùng đây nó có móc treo tường, nó hàng cũng còn green. Thùng này nó bị lỗi ở đây chút xíu tại vì qua thời gian 5 tháng đó, người ta treo quá nhiều khi người ta bị dướng đó, người ta ấy. Rồi mã số 18A này đồng hồ đô hàng châu Âu của Đức là 4 gông 8 búa, trường giao lưu cô chú anh chị là 15 triệu, 15 triệu trường bao của chú anh chị xài. Đó, 15 triệu bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Thì hôm nay trường có về một bộ bàn gỗ hương. Đó. Đó, bộ bàn trường kỹ cùng trường kỹ che chúc cho cô chú anh chị gỗ hương. Những cái vân nó nổi lên là cô chú anh chị thấy không? Tại hôm trước á, là về á, là do cái bạc ni của ở bên mà nhà dân người ta đánh xấu quá rồi trường xả ra nó để cho cô chú anh chị thấy được những cái điểm cái vân của cái gỗ nó nổi lên đó.
Nếu cô chú anh chị có nhã ý giao lưu với trường thì trường sẽ đánh mặt ri và sơn bóng lại cho cô chú anh chị rất là đẹp. Đó, cái đó là trường nói là rất là đẹp, là rất là đẹp. Đây, một cái ghế chiều dài của nó là 1m87. 1m87 cô chú anh chị. 1m87 chiều dài của cái ghế. Chiều cao của ghế, cái từ cái thành nhựa xuống dưới chân ghế á là 90. Là 9 9 tấc á. Đó, cái mặt ghế mình ngồi á là 4 tấc 8. Đó, mặt ghế 4 tấc 8 luôn chú anh chị. Rồi. Cái đố nè, đố của thành dựa ghế nè, đố thành dựa ghế là 40 nha. Là 4 phân á. Đó. Rồi, để trường đo cái mặt bàn, mặt của cái ghế này. Cái mặt cái ghế này là khoảng 2 phân 8 gần 3, 2 phân rưỡi nha cô chú anh chị. 2 phân rưỡi. Rồi, chiều dài của cái mặt bàn là 1m44. 1m45 cô chú anh chị, 1m45. Chiều dài là 1m45. Chiều cao của cái bàn là 76. 76. Chu vi của cái chân bàn, trường đo cái chu vi của cái chân bàn, cái chỗ cái cụm keo của nó nhỏ nhất nè là 21. 21 ngay chỗ cái eo này nha. Đó, cái chân bàn này người ta làm ngày xưa người ta làm rất là đẹp. Người ta chạm cũng rất là đẹp cái chân bàn và chân ghế. Đó, những cái hoa văn của nó rất là đẹp nha. Đó. Đây hàng còn lành lặn và liền lạc của chú anh chị. Đó. Đây. Em quay dưới đây giùm anh thôi. Tên vợ với cái bàn ở dưới này. Thấy chưa? Của chú anh chị thấy không? Hàng nó là gỗ hương. Đó. Là ở dưới vẫn còn nguyên vẹn và lành lặn. Đây. Rồi. Cái này hai người khiêng là mệt mỏi của anh chị rất là nặng. Em quay bên này cho cái ghế dưới giùm anh nha. Ở mép dưới của cái ghế đó. Rồi. Cô chú anh chị có giao lưu với trường đó, thì trường sẽ chụp hình và quay chi tiết hơn. Thì mã số 19A này trường giao lưu cô chú anh chị là 49 triệu một bộ trường kỷ. Đó, gỗ hương. Đó, trường kỷ trúc gỗ hương. Đây 49 triệu trường bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Và bao cho cô chú anh chị là đánh bóng lại. Nếu cô chú anh chị yêu cầu đánh bóng hoặc là đánh bạc ni. Đó, rồi. Mã số 19A cũng là mã số cuối cùng của ngày clip ngày hôm nay. Thì cuối clip thì trường cũng xin chúc quý cô chú anh chị được nhiều sức khỏe. Rất cảm ơn quý cô chú anh chị vừa qua đã ủng hộ trường. Xin rất cảm ơn.